hãm xe kia cũng bị vậy, đem ra thằng là Út đó, nó xúc bình xăng của người ta, sao hư bình xăng người ta. Thằng Út chữa xe mụn ngoài này nè, cái chỗ một bên đó đi lại chút á, hư bình xăng xe kia chết lần đi rồi. Cái đèn đi mát đi cháy gì sao mà xả ra cho nó xuống hết phải không? Ừ. Rồi đổ xăng mới vô phải không? Ừ. Nhiều khi nó bị xăng. Tại nó bị nước hay là ta pha nước vô cũng không biết, biết không? Mình đâu có biết đâu nấu. Hẳn xe kia chị đổ ngoài cái xăng Lý Hải không đó mà bị vậy đó. Nay đóng cửa mất mẹ, nay lâu rồi không ở bác nữa. Bị vậy đem ra Út sửa xe đó, nó sốt mẹ hư bình xăng rồi bạn. Xăng á, xăng nhà nước á, là cái xăng nó Petrolet á, là xăng nhà nước. Xăng nào mà có chữ B là cái xăng nhà nước. Mẹ nó đã đập dục mẹ nó ta. Nó mát. Cái xăng có chữ B. Hôm nay cái đổ nó mua lại xăng, cái xăng lớn nó đổ không á, chị đâu quý. Xăng lớn mà tiền theo đâu phải là xăng lớn nào cũng của nhà nước. Ờ. Của tiên nhân. Để chữ B hả? Chữ B trong led đó mới là xăng nhà nước. Ờ, Petrolet. Cây xăng nào mà không lớn. Ờ. Ví dụ như cây xăng Hồng Đức, cây xăng tên tuổi, doanh nghiệp tư nhân nào đó là cây xăng có tư nhân. Còn nhà nước nó có chữ B trong led đó là của nhà nước, bận đồ đồng phục á. Ừ, bận đồ đồng phục đúng rồi. Chị thấy mặc đồ xanh đâu á, rồi chị lại chị đổ á. Nó xăng Hải Lý đó mà đầu xanh gì? Nhân nó làm cùng
toàn đi mấy người bệnh khủng. Mình đi còn muốn khủng nữa. Chị này nghĩ đã không biết thôi. Mời nghỉ tới thứ ba thứ tư cũng đi là học à. Ừ. Mời học thứ sáu học tới 11 người về. Cái gì nói không? Cái nhắn cá là trước phải đi nữa, không học cái gì. Chị này không đi. Lâu lâu con mới đi thôi. Mới về hè tình gòn. Hôm nay nghỉ hè con mới về lại con chơi. Chị mới đi lâu rồi. Con ngốc gì Cúc mình nghỉ, Cúc cũng đi chơi. Đi, con tệ tệ em. Đi có đi không đây nha. Bệnh quá. Bệnh gì? Để vừa bán được như chục 45. $45. Chị nay có giá hơn mấy chiếc ngồi hả? Lên rồi đó. Nào bẻ không? Mà để cứng bẻ à? Ôi nó bẻ sao nó bẻ. Nào nó bán được thì nó bẻ đâu nó. Đừng nó bẻ nó thông báo em hả? Em về hả? Ừ. Nào bẻ đi. Bên đây nhà nào cũng cũng có cái đồng minh nói với tay ở đây hoài luôn cái gì hết. Hổng kêu đi không đi. Rồi chừng mấy bữa đi không được cái đòi đi. Sao đi được? Nghe nó ra không ta? Nghe không. Mà cái ta còn bị ủ hả? Mình đi đổ xăng, mình kêu nó xả, bỏ xăng kia, nó biết xả không? Kêu xăng đó. Ai làm cho chị chứ? Dạ hả? Chị vô tiệm sửa xe rồi chị làm chứ ai gánh đâu mà. Chị kêu lại đó là nó làm cho chị. Nó đâu phải nhiệm vụ đó. Là tiệm sửa xe kêu xả ra ha, bỏ xăng khác vô. Nhưng mà cách nhiệm ta cái đó mà ta lại ta làm giùm cho chị. Mình lấy cái đồ đựng xăng, thùng đựng xăng. Hết nghỉ luôn. Tình giá hết nghỉ. Bự dữ hả? Ủa sao nó bắn tươi nó không vàng? Nước đốt không á, ăn đây mà vàng. Đợt chứ mọi người đợi cho con nhà cái con bị dính nước con lỗ tay con quá chừng con chuột không ra thấy là bây giờ hết ù chưa hết à gì
Thì nha, tại ngoài thấy nó tụi tay con nghe về cũng nó vậy. Để chứ cái ngoài ngoài đó đâu có. Lúc ta mình biết chứ sao người ta biết được. Thì con nói với ngoại, cái ngoại ra, ủ con đâu có, ngoại đâu có ra, con gọi cho con. Lúc tay con thì con có biết chứ ướt hay không là bị ù hay không là con biết chứ sao ngoại được, đâu ngoại đâu biết. Con nói ngoại ra được có sói nhỏ, ngoại sói. Ngoại tính cho ngoại lo con gương là gì tắm. Ngoại lo gương là tắm, gọi cho con chứ con có muốn ra. Trong cơ thể con biết. Giờ nghe chưa? Giờ nghe rồi. Nha. Một cục như vậy thì sao mà không đi không ồn được. Dì mới đang nói đó. Con nói là cái giọng của con còn bị tả lại không có tai được. Nói là chào có gì cút đừng cậu con gặp ha ha. Đèn này mới chiều gặp nó có bán đi mua cái khác. Đèn à? Ừ. Bộ đầu con. Cháu mấy bán mấy chỗ đèn pin rồi đó. Ờ. Nói sao nó bán? Lâu lâu nó sổ. Này đèn đổi đầu mà. Cái đèn gì? Đèn đổi đầu mà. Ừ. Tại cái chân này, cái chân em có hồi xưa vợ. Hồi đó xài bằng cái chân ghim điện. Mà ghim điện nó bất tiện đó. Cột bước nhẹ vậy mà con ù tay sao được. Chị Cúc hỏi ngoại mà làm gì ở tay con. Ai làm gì đâu hỏi quá. Không biết sao mà gọi đầu cho con á chị Cúc. Con đâu mà lắc con hơi nằm cho mọi người đầu á. Là mọi người đầu muốn sống số vô đầu cũng như gì Cúc. Một là số vô tay, hai số vô mũi, ba số vô miệng. Không gọi. Lúc đó là con chưa có gọn rồi xuống vô trong trống rồi. Tại không quen rồi xấu mày mà vô lỗ mũi sặc cái bà nội. Xóa một cái thôi nguyên một ca luôn cho lỗ mũi hết rồi. Rồi. Còn vậy con. Ồ rồi, ồ rồi.